Ở câu số 47 thế thì cho sơ đồ, và trong sơ đồ này chúng ta quan sát thấy là cái phản ứng D x4 cộng x6 chính là cái phương trình gợi ý. Đấy. Thì với bari sunfat, CO2 và nước này thì chắc chắn x4 của chúng ta sẽ phải là bari carbonat và axit sulfuric rồi. Và theo thứ tự x6 là chất nằm sau, đúng không? Ta hỏi x2, x6 là lần lượt là. Thì trên cơ sở những cặp chất người ta cho trên này thì H2O4 là chất nằm sau. Do đó ta sẽ đoán là x6 chính là H2SO4 các bạn. Như vậy ở phương trình D này. Đấy, phương trình D của chúng ta thì chúng ta có thể viết đó là paricarbonate cộng H2SO4 này. Đấy, chúng ta sẽ được là bari sunfat kết tủa cộng với CO2 cộng với nước. Phương trình D này còn có phương trình khác có thể thỏa mãn được nữa, đó là BaHCO3 2 lần cộng H2O4. Thì tuy nhiên là nó cái tỷ lệ mol của CO2 và nước nó sẽ là 2:2 chứ không phải đúng như tỷ lệ mol đề bài yêu cầu nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ quay lại câu A. Đó, cái phương trình A của chúng ta thì đây ta sẽ kêu đây là x4 này. Đây là x4. Đây chính là x6. x4 với x6. Rồi bây giờ quay vào chương trình A của chúng ta. Rồi, như vậy bây giờ cái phương trình ở A của chúng ta là phải ra được chất X4 kết tủa, có nghĩa là phải ra bari carbonat ha, cộng X3 cộng 1 nước. Vậy ta có thể dự đoán là cái phương trình là kali hydrocarbonat hoặc là Na cũng được các bạn nhé. Và X2 của chúng ta bắt buộc phải là bari hydroxit nó dư. Đó, thì sản phẩm của chúng ta sẽ là KOH cộng với BaCO3 kết tổ này là X4 và cộng với nước nha. Nhưng mà đây là chất X1, X2, X3 này và X4. Rồi. Vậy thì phương trình B của chúng ta sẽ là gì nhá? Phương trình B thì X5, X1 cộng X3. Phương trình B X1 cộng X3 có nghĩa là lấy kali hydrocarbonate này cộng X3 là KOH. Thì chúng ta sẽ có được là K2CO3 cộng với nước nha. Như đây là chất X5. X5 của chúng ta. Ở câu C, phương trình C, X2 cộng với X2 chính là BaOH 2 lần cộng với K2CO3. Để ta được là bari carbonat kết tổ hợp lý là chất X4 và cộng với 2KOH. Rồi, như vậy là ở cái những cái cặp chất ở trên này thì chỉ có cặp chất X2 là bari carbonat là thỏa này và X6 là H2O4 thôi. Như vậy thì trong cái câu 47 để thỏa mãn những cái sơ đồ như thế này thì chỉ có một cặp chất, đó là cặp chất thứ tư, cặp chất này thôi. Thì ra đáp án của chúng ta sẽ là 1 các bạn nhé. Đáp án C. Rồi, ở câu số 48 và yêu cầu là thu được khí có tỷ khối so với không khí lớn hơn 1. Ta thực hiện lần lượt các phương trình nhé. Phương trình A, khi chúng ta cho bari hydroxit vào cái NH4 HSO4 ha, thì nó sẽ có cái phương trình ion là chúng ta biết là gốc amoni NH4 cộng này, khi gặp môi trường 3 giờ OH trừ thì thoát khí NH3 cộng với nước. Thì tuy nhiên là cái khí NH3 này đó là cái tỷ, cái M lớn của nó chỉ có 17 thôi. Và tỷ khối sẽ không thể lớn hơn 1 với không khí được. Không khí là 29. Vì đáp án A nó sẽ loại. Các bạn nhé, loại. Rồi tiếp theo là câu B. Câu B là thậm chí là cũng không có khí luôn các bạn nhé. Câu B này là không có khí thoát ra luôn. Không có khí nhé. Không có khí thoát ra nên không khỏi xét. OH trừ cộng HCO3 trừ là thành CO3 2 trừ cộng nước và hiện tượng là đã kết tổ chứ không có khí thoát ra. Ở câu C,
Ở câu C của chúng ta đó thì nó có thể có một cái cặp phương trình phản ứng đó. Một cái đầu tiên là cái H cộng của chúng ta này. Quản cho tác dụng với gốc CO32 trừ nhé. Đấy, thì chúng ta sẽ được CO2. CO2 cộng nước nha. Rồi, về khí CO2 của chúng ta là có phân tử khối là 44. Lớn hơn rồi. Lớn hơn 29 rồi, nên là chúng ta sẽ chọn. Còn ở phương trình C nó có thể xảy ra một cái phương trình nữa đó là H cộng NO3 trừ và sắt 2 sẽ thoát khí NO hoặc NO2 gì đó. Đấy, thì chúng ta cũng có thể có phương trình là sắt 2 cộng. Đấy, cộng với hỗn hợp gồm có NO3 trừ và H cộng. Thì nó sẽ lên sắt 3 cộng với các cái khí như là NO hay là NO2. Đó, và nước thì tất nhiên là trường hợp này chúng ta cũng có thể chọn được NO30, NO2 46 đều lớn hơn 29. Nên trường hợp này, nên là đáp C chúng ta chọn nhé, đáp C chúng ta chọn. Rồi, tiếp theo là câu câu D. Ở câu D thì các bạn phải cẩn thận một chút, đề bài cho là cho từ từ và khuấy đều H cộng vào lượng dư Na2CO3. Đấy, thì các bạn hiểu đây là chúng ta phải hiểu là cái phương trình là khi nhỏ từ từ H cộng vào dung dịch chứa gốc carbonate thì gốc carbonate chúng ta chỉ nhận được từng H cộng một để ra được gốc H2CO3 trừ thôi. Và vì là cái lượng natri carbonate đề bài luôn cho là dư nên cái này nó sẽ không có khí thoát ra, không có khí nhé, không có khí thoát ra. Các bạn không ghi được ghi phương trình là CO32 trừ nhận 2H cộng đâu nhé. Rồi trường hợp đó là không có. Trường câu E, đáp án E cuối cùng thì sắt sulfur là một muối có thể tan được trong axit, tan được trong axit này. Thì chúng ta sẽ có được là FeSO4 cộng với khí là H2S. Và khí này thì có M lớn là 32. 32 lớn hơn 29 rồi nên tỷ khối hơi sẽ lớn hơn không khí. Thì chúng ta sẽ chọn đáp án là câu E này. Vậy câu 48 chúng ta chọn đáp án là câu A, gồm có C nhỏ và E nhỏ các bạn nhé. Rồi. Câu 49. Câu 49 là câu phát biểu đơn thuần nhé. Đáp án A. Câu A nhỏ của chúng ta có thể dùng NaOH để làm mềm nước cứng vĩnh cửu. Thì cái này là sai rồi các bạn ơi, sai rồi nhá, sai hoàn toàn. Trong cái phần làm mềm nước cứng đó thì nếu mà chúng ta dùng 3 giờ thì chúng ta chỉ làm mềm được nước cứng tạm thời thôi, không thể làm mềm được nước cứng vĩnh cửu đâu nhé. Rồi. Như vậy là đáp án A là sai. B, có thể dùng thùng nhôm để đựng axit đặc nguội, thì cái này là hoàn toàn đúng. Vì chúng ta biết là những cái kim loại như là nhôm này, sắt, là chrome, hay là bị thụ động trong H2O4 đặc nguội, đúng chưa? Thụ động. Đấy, nên là có thể dùng bình nhôm để đựng được. Thủy ngân phản ứng với đô hình nhiệt độ thường, đây là nó hoàn toàn đúng nhé. Thủy ngân, kim loại thủy ngân là kim loại gần như là duy nhất có thể phản ứng ngay với lưu huỳnh ở ngay nhiệt độ thường. Do đó khi một cái nhiệt kép bằng thủy ngân nó bể ra thì chúng ta có thể dùng lưu huỳnh để khử độc được. Để bảo quản kim loại natri, người ta thường ngâm chúng trong dầu hỏa, thế là đáp án đúng các bạn nhé. Cg được dùng làm tế bào quang điện, hoàn toàn chính xác. Cg là kim loại mềm nhất và được dùng làm tế bào quang điện có tính khử mạnh nhé. Vậy đáp án câu này của chúng ta sẽ là có 4 đáp án đúng. Đó, trừ câu 3 ra. Được nhá. Câu số 50 ở cho chuỗi. Chuỗi này thì khá là quen ha. Đầu tiên chúng ta sẽ có là dung dịch natri clorua. Chúng ta điện phân dung dịch có màng ngăn. Cái này phương trình này phải thuộc tại vì đó là cái điều chế được natri hydroxit có màng ngăn. Rồi, bạn sẽ thu được là natri hydroxit ở cathode, khí hydro ở cathode và khí clo ở anode thì có màng ngăn để ngăn cho NaOH không tác dụng với khí clo. Như vậy chất ít của chúng ta sẽ định hướng nó là NaOH này.
bạn cộng với FeCl2 phản ứng này xảy ra được vì có FeOH hai lần kết tủa màu trắng xanh. Rồi FeOH hai lần thì sẽ có hiện tượng là trắng xanh hóa nâu đỏ vì để trong không khí thì sẽ cộng oxy và nước để cho FeOH ba lần màu nâu đỏ. Đó, đây là kết tủa màu nâu đỏ. Cái chủ này thì khá đơn giản, không phức tạp lắm. Sau đó chúng ta sẽ cho FeOH 3 lần này tác dụng với axit chlorhydric HCl ha. Rồi, thì các bạn sẽ thu được là FeCl3 xin lỗi, cộng với nước. Đấy, cộng với nước. Rồi, phương trình cuối cùng, mũi sắt 3 có thể hòa tan được đồng. Hòa tan được đồng. Để tạo thành mũi đồng 2, mũi sắt 2. Rồi, chủ đề này khá cơ bản ha. Vậy đáp án chúng ta sẽ chọn X và T lần lượt là. Vậy thì X chính là NaOH. Và T của chúng ta chính là FeOH 3 lần. FeCl3. Vậy đáp án của mình là câu C. Đáp án câu C nha. Rồi, như vậy là xong 4 câu cuối phần lý thuyết. Lý thuyết đếm.